quay trở lại với channel của mình. Để tiếp nối với cả series Back to School thì ngày hôm nay chúng mình sẽ đến với một chủ đề, đấy là chủ đề skincare. Có rất nhiều bạn đã hỏi mình là khi mà đi học thì mọi người nên dưỡng da như thế nào, gồm những bước gì và có cần mua những sản phẩm đắt tiền không? Thì câu trả lời là mọi người không cần phải mua những sản phẩm đắt tiền. Và những bước này ngày hôm nay mình chia sẻ thì là những bước cơ bản nhất. Thế nên là mọi người yên tâm là khi đi học thì chúng mình chỉ cần những bước rất là cơ bản thôi, và không cần phải sử dụng quá nhiều tiền của bố mẹ để có thể dưỡng da, mà chỉ cần những sản phẩm mà nó phù hợp với túi tiền và phù hợp với da của mình nhất. Bây giờ mình có rất nhiều thứ ở đây nên chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên là mình sẽ nói đến mặt nạ trước nhá, bởi vì mặt nạ thì không phải là sản phẩm mà mình sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên là nếu mọi người có thể kết hợp mặt nạ vào trong cái skincare routine của mình từ 2 đến 3 lần một tuần thì da của mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đặc biệt đối với những bạn nào mà mùa hè trong mùa này đang có dầu thừa trên mặt ấy, thì mọi người nên sử dụng những cái loại mặt nạ mà có dạng đất sét. Ví dụ như ở đây thì mình có cái Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask. Cái này là loại 2X, tức là nó có tác dụng gấp đôi so với cả cái loại mặt nạ cho núi lửa của Innisfree từ hồi trước đến giờ. Thì cái này mình có cả 3 cái sản phẩm ở đây. Đầu tiên thì là mặt nạ đất sét. Cái này khi mọi người dùng thì sẽ rửa mặt thật sạch này, và sau đó sẽ thấm mặt thật khô. Và mình sẽ bắt đầu sử dụng cái này, mình sẽ massage lên trên mặt. Và khi mình sẽ massage lên trên mặt thì nó có những cái hạt gọi là cái hạt cluster ở trong này, thì nó sẽ vỡ ra và nó sẽ hút cái dầu nhờn của mình nó tốt hơn so với cả loại thông thường. Tiếp theo sẽ là cái loại mặt nạ lột này. Thì cái này nó cũng là cái volcanic, tức là từ cho núi lửa, nhưng mà nó là dạng lột. Có một lần Trinh đã cho mọi người xem ở trên Instagram rồi. Tức là mọi người để cho mặt mình khô nhá, và sau đó sẽ dùng cái lượng rất là mỏng ở trên mặt thôi. Và sau đó đợi khoảng từ 10-15 phút sau khi mà nó đã khô rồi, bóc cái lớp đấy ra ấy. Thì cái dạng mặt nạ này Trinh thấy là nó tốt cho những bạn nào mà có mụn cám và mụn đầu đen ở trên mũi này này. Thì Trinh thích dùng cái này ở vùng chữ T nhiều hơn. Thì ngay sau khi Trinh dùng ngày hôm đó thì cái vùng chữ T của mình ngày hôm sau nó đã ít dầu hơn hẳn. Còn nếu bạn nào mà không muốn, tức là cái này này, Trinh thấy một cái nhược điểm duy nhất đấy là mọi người phải cho ngón tay vào. Nên là có một loại mà có một lần Trinh đã nói là nhìn nó giống như cái lăn nách ấy. Thì cái này là Super Volcanic Stick Mask. Thì cái này cũng là thuộc dòng mà có tác dụng gấp đôi ấy. Thì khi mọi người sử dụng nhá, thì sẽ vặn lên như thế này. Nó cũng là như kiểu là một dạng đất sét, nhưng mà nó lại được cho vào trong một cái thỏi. Nên khi mọi người dùng, nhất là ở những cái vùng mũi ấy, mình sẽ massage lên trên cái vùng mũi này, thì mình sẽ không phải thò tay vào trong cái hũ để mình lấy ra nữa, mà nó cũng có tác dụng y hệt. Đó, thì đây là cái dòng Innisfree mà Trinh nghĩ là có thể so sánh được cả với cái dòng Kiehl's Rare Earth Deep Pore mà Trinh đã nói. Mà trong khi cái này nó giá thành ok hơn mà nó cũng có tác dụng y hệt. Đấy là mặt nạ giấy. Thì mặt nạ giấy này là của Dr. Morita. Cái loại mặt nạ giấy này là một trong những loại rất là hot ở Đài Loan. Nếu mà Trinh nhớ không nhầm thì cái này được bán với giá là khoảng 35.000 một miếng. Và mỗi tuần Trinh nghĩ là mọi người có thể dùng từ 1 đến 2 miếng, nếu mà dùng 1 miếng cũng được. Thì cái này nó có tác dụng rất tốt trong việc là làm cho da mình có đủ ẩm này. Khi da mình đủ ẩm thì nó sẽ tạo sự đàn hồi tốt cho da hơn. Thì ở đây Trinh có hai loại, loại là từ vỏ trứng với cả yến. Đó, thì là cái loại màu vàng này. Còn cái thứ hai là Concentrated Moisturizing Essence Facial Mask. Thì khi mọi người dùng cái này nó sẽ có cái lượng essence nó gấp đôi so với cả những cái loại mình dùng bình thường. Xong mặt nạ rồi thì chúng mình sẽ nói đến skincare routine, là những thứ mọi người nên dùng hàng ngày, nên có trong cái nhà tắm của mình để mọi người có thể skincare buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ nhá. Bước đầu tiên trước khi đi ngủ chắc chắn sẽ là tẩy trang, nếu bạn nào mà có trang điểm là một này. Hoặc là mọi người dùng những loại kem chống nắng mà nó có màu ấy thì mọi người nên tẩy trang. Còn nếu mọi người chỉ dùng kem chống nắng bình thường thôi thì Trinh nghĩ là mọi người dùng sữa rửa mặt thì cũng được rồi. Đầu tiên thì sẽ nói đến sữa tẩy trang dạng dầu nhá. Cái này là Muji Oil Cleansing. Thì Muji rất nổi tiếng với cả cái packaging mà nó vô cùng đơn giản, nhưng mà những cái thành phần của nó ấy, thì tất cả những cái sản phẩm của Nhật mà Trinh biết thì những cái thành phần nó chỉ là những cái rất cần thiết cho da thì người ta mới cho vào đây thôi, chứ người ta thường không cho hương liệu và cũng không cho những cái chất bảo quản vào trong này. Cái Muji này thì nó có hai dạng, mình nhớ là có một dạng lỏng hơn và một dạng đặc hơn. Thì khi mọi người dùng, mọi người chỉ cần bấm ra tay này, sau đó massage lên trên tay để cho những cái dầu đấy nó bắt đầu phát huy tác dụng, và massage lên trên mặt. Sau khi massage trên mặt khoảng từ 1 đến 2 phút rồi thì chúng mình sẽ cho thêm nước.
để nó có thể đẩy nhanh cái quá trình nhũ hóa, tức là nó lấy đi những cái makeup ở trong cái lỗ chân lông của mình ấy. Đó, thế xong chúng mình sẽ rửa lại với nước. Cái này Trinh thấy rất là nhiều bạn dùng và giá của nó cũng cực kỳ hợp lý. Và tiếp theo sẽ là một loại tẩy trang mà Trinh rất là thích, đấy là tẩy trang dạng nước. Thì ở đây Trinh có 4 loại mà chắc chắn là ai cũng biết rồi, vì 4 loại này đều khá là nổi tiếng. Đầu tiên thì sẽ là By Face Micellar Water. Loại này thì sẽ dành cho những bạn nào mà có da khô và da dễ bị dị ứng hoặc là da nhạy cảm. Bởi vì trong cái này thì nó có những cái hạt dầu nó rất là nhỏ ấy mà mình không thể nào mà nhìn thấy được cơ. Tẩy đổ cái này ra bông, thế xong rồi mình sẽ lau từ trong ra ngoài và hất lên trên nhá, đừng có lau xuống dưới như thế này thì da mình sẽ rất dễ bị nếp nhăn đấy. Cũng là Micellar Water là của La Roche-Posay, loại màu xanh này là dành cho da mụn và da nhạy cảm. Trinh đã dùng rất nhiều lọ này rồi, hầu như trong video sản phẩm dùng hết thì lúc nào Trinh cũng có lọ màu xanh này. Cái thứ ba là Bioderma. Cái này thì nó nổi tiếng với cả độ an toàn cho những bạn nào mà có da nhạy cảm với cả da mụn, bởi vì nó không hề có một cái chất gì thêm ở trong này cả. Nó hoàn toàn chỉ là micellar water để chúng mình tẩy trang thôi. Nên là từ ở châu Âu đến ở Mỹ, ở châu Á thì cái Bioderma này rất là nổi tiếng. Sau khi tẩy trang thì sẽ đến bước rửa mặt. Và ở đây thì mình có 3 loại dành cho 3 loại da khác nhau. Đầu tiên là một loại sữa rửa mặt mà chắc chắn nếu mọi người đã đến những cái cơ sở mà về da liễu ở Việt Nam ấy thì chắc chắn mọi người đã được nghe giới thiệu loại này rồi. Cái này là Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Thì tại vì sao? Cái này ngoài tác dụng là làm sạch da, nó không hề có một cái tác dụng gì khác hết cả. Sau khi mọi người rửa xong thì chắc chắn là cái da mình vẫn cảm thấy như là nó vẫn như thế, bởi vì nó quá nhẹ nhàng. Và cái này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà có da hay bị kích ứng này, hoặc là có những cái kiểu bệnh về da liễu, ví dụ như là eczema chẳng hạn, thì dùng cái này cũng rất là ok và giá của nó thì cực kỳ rẻ. Đối với những bạn nào mà da dầu thì hồi xưa ấy, Trinh nghĩ là da dầu mình phải dùng cái sữa rửa mặt gì mà nó làm cho da mình càng khô càng tốt, tức là nó lấy đi càng nhiều dầu càng tốt. Thế nhưng mà cái đấy thì nó hoàn toàn sai lầm nhá. Mọi người phải chọn cái sữa rửa mặt nào mà sau khi rửa xong da mình vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thậm chí là nhiều ẩm hơn thì càng tốt. Thì ở đây Trinh có một loại là Declairs Rich Moist Foaming Cleanser. Cái này nó là dạng bọt nhưng mà nó không hề làm cho da mình cảm giác như bị ngứa hoặc là bị quá khô sau khi sử dụng. À quên chưa nói mọi người là tất cả những sản phẩm mà Trinh mua ngày hôm nay trong skincare routine thì đều là những sản phẩm Trinh mua ở Sami cả. Bởi vì thực ra khi mà đến mà tìm được một cửa hàng ấy mà nó vừa có những sản phẩm mà giá bình dân đến giá cao và mình đảm bảo được cái nguồn gốc của những sản phẩm đấy ấy, thì Trinh chỉ biết đến Sami thôi. Tất cả sản phẩm ở đấy thì từ Pháp cho đến Mỹ cho đến Hàn thì đều có đầy đủ hết cả. Thế nên là trước khi mà làm video này thì Trinh đã lượn một vòng qua Sami để mua hết tất cả những thứ này cho mọi người. Còn một sản phẩm sữa rửa mặt đấy là sẽ dành những bạn nào mà muốn vừa dùng cái này để làm sữa rửa mặt mà vừa dùng cái này để làm tẩy da chết luôn. Thì cái này là một sản phẩm bởi Witch Trend và cái này gọi là Green Tea and Enzyme Powder Wash. Nó có green tea powder, có nghĩa là bột trà xanh này. Nó sẽ có tác dụng là tẩy da chết, lấy đi những cái da chết ở trên bề mặt và dành cho tất cả các loại da. Nhưng mà một cái đặc biệt của cái sản phẩm này đấy là đây là sữa rửa mặt dạng bột. Cái lần đầu tiên mình dùng sản phẩm này thì mình chỉ muốn cho cái này vào trong nước để mình pha uống ấy, bởi vì nó là bột trà xanh mà, nên là nó rất là thơm. Nhưng mà những cái hạt này ấy, nó cực kỳ mịn. Mọi người sẽ không sợ nó bị trà sát quá mạnh ở trên da của mình. Cái này hoàn toàn có thể sử dụng hàng ngày được. Tuy nhiên là theo Trinh, với một người có da nhạy cảm, da mụn như thế này, thì Trinh nghĩ là mọi người nên sử dụng cái này khoảng từ 3 đến 4 lần một tuần là ok. Chứ nếu dùng hàng ngày thì chỉ sợ là nó sẽ bị massage nhiều quá trên da mặt ấy. Sau khi rửa mặt xong thì sẽ đến toner, hay còn gọi là nước hoa hồng. Hồi xưa Trinh nhớ là khi mà mình còn bé thì mình đọc báo người ta nói là nước hoa hồng sẽ có tác dụng là làm sạch da mình, tức là sau khi mình rửa mặt bằng sữa rửa mặt xong, nếu mà còn cái gì bẩn, còn dầu thừa, còn bụi bẩn gì thì nó sẽ lấy đi hết. Nhưng mà thực ra ấy, sau một vài năm skincare thì Trinh thấy là nước hoa hồng thực sự là tác dụng của nó không phải như thế. Nước hoa hồng thì nó sẽ đem lại cái sự cân bằng cho da mình sau khi rửa mặt xong này. Và đặc biệt quan trọng nhất đấy là nó làm cho da mình có điều kiện tốt nhất để những cái sản phẩm sau đó nó sẽ thấm được tốt hơn. Bây giờ mình có 3 loại nước hoa hồng ở đây. Cái loại này nếu mọi người follow channel của mình thì mọi người đã biết rồi. Mình đã nói đến cái này chắc phải 1.000-1.000.000 lần ở trên channel này rồi. Cái này là Thayer's Witch Hazel. Cái loại này ấy, Trinh nghĩ là loại mà rẻ nhất
và nó cũng có tác dụng nhẹ nhàng nhất lên trên da của mình. Tiếp theo sẽ là một loại của Wistren. Cái này là Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Nghe tên thì có vẻ rất là fancy đúng không? Kiểu Skin Prep Water. Thì cái Mandelic Acid 5% này là cái gì? Để nói cho mọi người dễ hiểu hơn thì nó như là kiểu AHA ấy. Tức là nó cũng sẽ tẩy da chết nhẹ nhàng ở trên cái bề mặt da của mình, chứ nó không đi vào lỗ chân lông nhá. Thì ở trên này nó có một số cái tác dụng người ta ghi này. Đây là dành cho tất cả các loại da, sẽ tẩy da chết trên bề mặt và làm cho da mình nó mềm hơn và nhìn nó không bị rough, tiếng Việt là gì, và nhìn nó không bị sần nữa. Và tất nhiên là cái này nó sẽ không có tác dụng trong một ngày một đêm đâu, mọi người phải dùng ít nhất là từ 1 đến 2 lọ thì mới nhìn được cái tác dụng đó. Và tiếp theo là cho những bạn nào mà có da khô thì mọi người có thể dùng cái toner này của Dear Claire's. Cái này là Supple Preparation Unscented Toner, tức là nó sẽ không có mùi, không có hương liệu. Và cái này gọi là Moisturizing Skin Care Program. Chắc chắn là nó sẽ làm cân bằng cái độ pH trên da mình rồi. Và ngoài ra nó còn làm cho da mình cảm thấy được dưỡng ẩm nhiều hơn nữa. Nên đối với những bạn nào mà có da khô ấy, sau khi mọi người rửa mặt xong mà cảm thấy là nó kiểu ngứa hay là cảm thấy là nó quá khô chẳng hạn, thì ngay lập tức mọi người hãy sử dụng cái toner này. Sau khi đã dùng nước hoa hồng rồi, mọi người có thể chuyển sang serum. Đối với những bạn nào đang trong độ tuổi đi học mà mọi người da mình không có quá nhiều khuyết điểm ấy, thì Trinh nghĩ là không cần serum cũng được. Cái này chỉ là thêm một bước để mọi người có thêm sự lựa chọn cho da của mình thôi. Nhất là với những bạn nào mà da có nhiều khuyết điểm hoặc là da có nhiều mụn, nhiều thâm chẳng hạn, thì mọi người có thể sử dụng thêm vitamin C. Ở đây thì mình có vitamin C mà rất nổi tiếng ở trên YouTube một thời. Từ hồi kiểu 2-3 năm trước khi mình ở bên Mỹ thì mình đã biết đến cái loại serum này rồi. Cái này là Pure Vitamin C 21,5%, tức là cái nồng độ vitamin C ở trong này thì sẽ là 21,5%. Khi mọi người sử dụng thì nó sẽ làm cho da mình sáng hơn này, tăng cường độ đàn hồi, với cả làm cho những vết thâm trên da của mình ấy nó cũng dần dần mờ đi. Nhưng mà Trinh nhận thấy là ví dụ như vitamin C chẳng hạn, mọi người phải dùng ít nhất là từ 1 đến 2 lọ thì mọi người mới có thể cảm nhận được cái tác dụng của nó. Chứ còn nếu mọi người mới dùng ấy thì có lẽ là sẽ chưa cảm thấy gì cả. Đối với cả nhiều loại vitamin C thì da Trinh không hợp, nhưng mà nhiều loại thì da Trinh dùng cũng rất là ok. Còn đối với những bạn nào mà da đang có mụn chẳng hạn và mọi người không thể sử dụng được vitamin C nồng độ cao thì sẽ có một loại này. Cái này là Dear Claire's Freshly Juiced Vitamin Drop. Ở trong này cũng có vitamin C, nhưng mà ngoài ra ấy, nó còn có một cái gọi là tinh chất rau má. Nó sẽ làm cho da mình dịu đi, phục hồi da. Những bạn nào mà ví dụ như là da mà sử dụng kem trộn chẳng hạn này, hoặc là đang bị mụn này, đấy, thì cái này nó sẽ phù hợp hơn. Còn cái này nồng độ vitamin C mình thấy là hơi cao, nên với những bạn nào mà da đang có nhiều mụn ấy thì tốt nhất là phải đợi sau khi mà mình hết mụn đã rồi hãng dùng nhá. Sau khi đã làm hết tất cả các bước kia rồi thì bước cuối cùng sẽ là kem dưỡng. Và mọi người biết tác dụng của kem dưỡng là gì không? Kem dưỡng thì cái chất của nó ấy bao giờ nó cũng dày hơn, nên là nó sẽ có tác dụng như là khóa tất cả những cái bước mà mình vừa sử dụng ở trên da mặt, không cho nó đi đâu hết, để nó phải thấm lên trên da mặt của mình. Nói nôm na thế cho dễ hiểu nhá. Thì ở đây Trinh đã tổng hợp được 3 loại kem dạng gel mà Trinh nghĩ là nó thấm rất nhanh ở trên da này, mà lại có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng ẩm nữa. Đầu tiên sẽ là một sản phẩm mà Trinh đã giới thiệu từ rất là lâu rồi. Đấy là Neutrogena Hydro Boost. Nhưng mà ở Sami Shop thì Trinh thấy người ta bán cả dạng mini size ấy. Cái này là Water Gel Mini này. Thì Trinh rất thích cái này, bởi vì nếu bạn nào mà có da nhạy cảm và mọi người sợ là nó sẽ không phù hợp với sản phẩm này chẳng hạn, thì mọi người có thể thử cái mini này. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm từ một brand của Hàn. Cái này là của Amfrom. Và sản phẩm này là Vitamin Tree Water Gel. Thì khi mọi người dùng cái này này, nó là dạng gel nên là nó thấm rất là nhanh ở trên da và mùi nó còn rất là dễ chịu nữa. Cái này nó phù hợp với những bạn nào mà có da dầu và da nhạy cảm. Những bạn nào mà có da khô mùa này, mùa hè này, mọi người dùng cái này cũng được. Sau khi mọi người ngủ dậy thì không cảm thấy là mình vừa mới bôi cái gì hôm qua cả, bởi vì nó thấm. Xong rồi cả đêm nó sẽ thấm nguyên vào da mình và mình không cảm thấy gì vào sáng hôm sau cả. Và tiếp theo là một loại của Kors. Hãng này thì cũng khá mới ở Việt Nam, mình đã nghe đây ở bên Hàn từ 1-2 năm trước rồi. Và cái hãng này nổi tiếng với cả cái miếng dán mụn ấy mà nó hút cái nhân mụn lên trên ấy. Thì đây nó là một cái dạng gel khi mà mọi người bôi trước khi đi ngủ này,
Cái này là aloe vera oil free moisture cream. Ở trong này thì nó sẽ không có dầu, nên là mọi người yên tâm là những bạn nào da dầu sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Và khi mọi người mở ra ấy, nó như kiểu là một cái dạng, nó như kiểu là một cái dạng thạch nha đam ấy. Mọi người bôi lên nó mát cực kỳ luôn ấy. Trinh đã dặn mọi người rất nhiều lần ở trong tất cả các vlog rồi, đó là không bao giờ được thiếu kem chống nắng, dù ngày mưa, ngày nắng, hay trời dâm, hay trời ngập lụt, không thể thiếu kem chống nắng được. Đầu tiên, rất là nổi tiếng ở Việt Nam, Trinh thấy ở Việt Nam mọi người dùng rất nhiều, đấy là Innisfree Perfect UV Protection Cream Long Lasting for Oily Skin. Nghe cái tên thì đã biết chắc chắn là dành những bạn nào mà có da dầu rồi. Cái này nó sẽ không làm cho da mình bị đổ dầu này, mà nó không bị chảy khi mà mình đi ra ngoài nắng. Và một dòng kem chống nắng nữa rất là nổi tiếng ở bên Nhật cũng như là ở Việt Nam, ở Hàn Trinh thấy mọi người dùng cũng rất là nhiều. Cái này là Anessa. Và ở Việt Nam Trinh thấy có rất là nhiều cửa hàng bán luôn ấy. Ở Nhật cũng thế, đi đâu cũng thấy kiểu tràn lan Anessa luôn. Thì bây giờ là người ta ra thêm rất là nhiều dòng mới. Hồi xưa là Trinh chỉ biết đến cái dòng vàng và nắp vàng này thôi. Nhưng mà đây thì mọi người nhìn thấy là cái này là màu xanh, còn cái này là màu vàng nhưng mà lại nắp xanh. Vừa rồi thì chắc chắn là mọi người đã nghe quá nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên là bởi vì Trinh nghĩ là mọi người còn đi học ấy, nên là mọi người muốn là có nhiều sự lựa chọn để cho những sản phẩm này nó vẫn có hiệu quả mà không bị quá là đắt so với túi tiền của mọi người. Nên Trinh đã cố gắng là làm thế nào để tập trung được nhiều sản phẩm nhất có thể. Nên nếu mọi người đã nghe đến đây thì xin một tràng vỗ tay đã tiếp thu bài học hôm nay. Hy vọng là mọi người đã thích video này và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhé.